Chào mừng các em đã đến với trang loigiaihay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 8, trang 118 sách giáo khoa toán 6 Cánh Diều tập 1. Bài tập số 8 có nội dung như sau. Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 28 m và chiều rộng là 24 m. Người ta định xây dựng một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi rộng 1 m như ở hình 99, đây là hình 99 ấy. A nhỏ, tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó. B nhỏ, tính diện tích vườn hoa. C nhỏ, người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông với cạnh là 50 cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích của các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể. D nhỏ, người ta làm hàng rào xung quanh vườn hoa, tính chiều dài hàng rào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A bài toán yêu cầu là tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật. Bây giờ các bạn quan sát về hình 99 nào. Thì đây chính là mảnh đất có dạng hình chữ nhật này. Thì mảnh đất này sẽ có chiều dài là 28 m và chiều rộng là 24 m. Vậy bây giờ muốn tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật này, chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng, tức là lấy 28 nhân với lại 24. Như vậy ý A, các bạn ghi cho cô. Ý A ta sẽ có diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật là diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật chúng ta sẽ lấy chiều dài là 28 nhân với chiều rộng là bằng 24. Bằng, các bạn tính cho cô nào. 28 nhân với 24. 4832 viết 2 nhớ 3. 42 là 8 nhớ 3 là bằng 11. 2 nhân 8 16 viết 6 nhớ 1. 2 nhân 2 là bằng 4 nhớ 1 bằng 5. 2 hạ xuống, 1 cộng 6 bằng 7, 1 cộng 5 bằng 6. Như vậy diện tích của mảnh đất hình chữ nhật này là bằng 672. Đơn vị ở đây chính là mét vuông. Như vậy chúng ta giải quyết xong ý A. Bây giờ các bạn làm cho cô ý B. Ý B bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích vườn hoa. Thì quan sát vào hình 29 này, đầu tiên là mảnh đất của chúng ta có dạng hình chữ nhật đúng không? Sau khi người ta sẽ xây dựng một vườn hoa. Đúng chưa? Và bớt ra một phần đường đi rộng 1 m, tức là xung quanh này, xung quanh cái mảnh đất này chúng ta sẽ làm đường rộng 1 m. Vậy bây giờ để tính được diện tích của vườn hoa này thì các bạn phải biết chiều dài và chiều rộng của vườn hoa này bằng bao nhiêu. Ta có này, mỗi một bên đây chúng ta bớt đi 1 m, đúng không? Như vậy thì chiều dài của cái vườn hoa này chính bằng 28 trừ 1 trừ 1 là bằng 28 trừ 2, đúng không? Chính là bằng 26. Tương tự như vậy chiều rộng của chúng ta mỗi bên cũng bớt đi 1 m. Như vậy chiều rộng của chúng ta chính bằng 24 trừ đi 2, trừ đi 1 tức là trừ đi 2 là bằng 22. Sau khi tính được chiều dài và chiều rộng của cái vườn hoa này rồi thì chúng ta mới đi tính diện tích của vườn hoa. Vậy đầu tiên các bạn tính cho cô chiều dài và chiều rộng của vườn hoa. Ý B đầu tiên các bạn tính cho cô. Chiều dài của vườn hoa là, vì mỗi bên bớt đi 1 m, ta đó chiều dài vườn hoa chính bằng 28 trừ đi 1 trừ tiếp đi 1 là bằng 26 m. Tương tự như vậy bây giờ các bạn tính cho cô chiều rộng của vườn hoa. Chiều rộng của vườn hoa chiều rộng sẽ lấy 24 trừ đi 1 trừ tiếp đi 1 tức là 24 trừ đi 2, mỗi bên 1 m, bớt mỗi bên 1 m thì sẽ còn là 22 m. Như vậy vườn hoa của chúng ta sẽ có chiều dài là bằng 26, chiều rộng là bằng 22. Như vậy diện tích của vườn hoa này chính là chiều dài lấy 26 nhân với chiều rộng là 22. Diện tích của vườn hoa. lấy chiều dài là 26 nhân với chiều rộng là bằng 22. Rồi các bạn tính cho cô 26 nhân với 22 sẽ bằng bao nhiêu này? 26 nhân với 22. 2 x 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 2 là 4 nhân 1 bằng 5. 2 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4 nhân 1 bằng 5. Hạ 2 xuống, 5 cộng 2 bằng 7. 5 hạ xuống. Như vậy ta có diện tích vườn hoa là bằng 572. 572, đơn vị là mét vuông. Rồi, như vậy là chúng ta đã tính xong diện tích vườn hoa thì B rồi. Bây giờ chúng ta làm IC. IC bài toán yêu cầu là người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông với cạnh là 50 cm để lát đường đi. Người ta hỏi là cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế, biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể. Vậy thì đây nhá, đây là đường đi này. Người ta cần lát gạch hoa đúng không? Vậy thì bây giờ để biết được cần bao nhiêu viên thì chúng ta phải biết được cái diện tích cái con đường này là bằng bao nhiêu và diện tích mỗi một viên gạch là bằng bao nhiêu. Vậy thì bây giờ các bạn tính cho cô diện tích của con đường này sẽ bằng bao nhiêu. Thì quan sát vào hình 99 để thấy này, diện tích con đường này thực chất chính bằng diện tích của mảnh đất có dạng hình chữ nhật trừ đi diện tích vườn trồng hoa. Đúng không? Thì sẽ ra diện tích được của con đường. Mà diện tích mảnh đất hình chữ nhật chúng ta biết rồi bằng 672. Diện tích vườn hoa chúng ta cũng tính rồi bằng 572. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích của con đường. Như vậy IC các bạn ghi cho cô diện tích của phần đường đi là diện tích của mảnh đất này là bằng 672 trừ đi diện tích vườn hoa là bằng 572. 672 trừ 572 là bằng 100 mét vuông. Rồi bây giờ các bạn tính cho cô diện tích của một viên gạch sẽ bằng bao nhiêu, đúng không? Viên gạch thì có dạng hình vuông là cạnh là 5 cm. Như vậy diện tích của viên gạch có dạng hình vuông chính bằng cạnh nhân cạnh, tức là bằng 50 x 50. Các bạn tính cho cô diện tích một viên gạch là 50 nhân với 50 thì đã có 5 x 5 bằng 25 đúng không? Sau đó viết thêm hai con số 0 đằng sau. Đơn vị là cm vuông. À mà các bạn chú ý này, bây giờ muốn tính nhá, có bao nhiêu viên gạch đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy diện tích phần đường chia cho diện tích của một viên gạch đúng không? Nhưng mà diện tích của phần đường và diện tích của viên gạch đây đang chưa cùng đơn vị đo, sau đó chúng ta phải đổi cùng ra đơn vị đo để dễ tính. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đổi diện tích phần đường là 100 m² này ra cm². Các bạn đổi cho cô 100 m² thì sẽ bằng 100 m² bây giờ các bạn đổi ra cm². Từ mét vuông ra cm vuông là hơn kém nhau hai đơn vị, mà mỗi đơn vị là hơn kém nhau 100 lần đúng không? Như vậy chúng ta thêm 4 số 0 vào đằng sau. Như vậy là 100 m² thì sẽ bằng 1.000.000 cm². Bây giờ các bạn sẽ tính cho cô số viên gạch. Đây. Cần dùng số viên gạch là chúng ta sẽ lấy diện tích của phần đường đã đổi ra cm vuông rồi là bằng 1.000.000 chia cho diện tích của một viên gạch là 2.500. Rồi các bạn lấy 1.000.000 chia cho 2.500 cho cô này. 1.000.000 mà chia cho 2.500. Các bạn bạch bớt đi hai con số 0 để dễ chia này. Như vậy nó sẽ có 10.000 đúng không? Chia cho 25. Bây giờ các bạn lấy 100. 100 chia cho 25 thì được 4. Đúng chưa? 4 x 5, 4 nhân với 25 thì bằng 100 hết. Như vậy 0 chia cho 25 bằng 0 này. Hết. 0 lại chia 25 tiếp bằng 0, như vậy sẽ bằng 400. Viên gạch. Như vậy để lát cái phần đường, phần con đường này thì chúng ta sẽ phải cần dùng 400 viên gạch. Rồi ý cuối cùng là ý D. Ý D người ta yêu cầu chúng ta là người ta làm hàng rào xung quanh vườn hoa, tính chiều dài của hàng rào đó. À, bây giờ cái vườn hoa này người ta muốn làm hàng rào xung quanh cái vườn hoa này. Vậy thì độ dài cái hàng rào này chính là chu vi của vườn hoa này, được không? Vậy muốn tính chiều dài của hàng rào thì chúng ta sẽ tính chu vi của vườn hoa. Thì D, chiều dài của hàng rào là rồi, chiều dài hàng rào chính là chu vi của vườn hoa đúng không? Mà vườn hoa này đã có chiều rộng là bằng 22, chiều dài là bằng 26. Như vậy chiều dài của hàng rào này chúng ta sẽ lấy 26 cộng với 22 rồi nhân với 2. Đúng chưa? Sẽ bằng, các bạn tính cho con, 26 mà cộng với 22 là bằng 48. 48 mà nhân với 2, 28, 16 vết 6 nhớ 1, 24 là 8 nhớ 1 là bằng 9. Như vậy sẽ bằng 96 đơn vị là mét vuông. Vậy độ dài của hàng rào chính bằng 96 mét. À, cô xin lỗi, đơn vị là mét thôi nhá, không phải diện tích mà là mét vuông. 96 mét thôi. Như vậy chiều dài của hàng rào chính là 96 mét. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 8, trang 118, sách giáo khoa toàn 6 Cánh Diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.